Hello, xin chào các bác nhé. Tiếp tục clip hôm nay là ngày 18 tháng 5 nhé. Thì em lên cho bác một số mẫu nồi cơm này. Nhật này, nhà hàng Nhật bãi đấy. Về các bác nấu cơm này. Đấy, để xem là hàng nồi cơm Nhật như thế nào nhé. Thì không vòng vo đó, thì mã đầu tiên em lên cho bác đây. Làm đem nồi Tiger các bác nhé. Đấy, hình thức cái này. Đem nồi Tiger các bác này, hình thức thì nó khá là ok. Đấy. Đây. Tiger nhé, đời 2012 này. Con này điện 100V nhá. Vì hàng Nhật bãi thì lúc nào nó điện 100V nhá. Nên các bác về có thể cắm điện 110 cũng được. Đấy. Công suất tiêu thụ của nó là 1210W nhá. Đấy, đây, made in Japan luôn này các bác này. Đó. Đấy, thành vách dưới này. Còn khá là ok nhá. Đó. Đây. Đó nhá, con này thì dòng đây. Do con này đẹp quá nhé, do bao đẹp này, do bao ok nhá, mặt đáy này, cái nhựa của nó này, cái đây không phải nhựa, xin lỗi các bác nhé, đây nó là cái nhôm nhá, cái nhôm Nhật này, đà thì đã không phải đến giờ mà nó vẫn khá là sáng đẹp các bác nhé, phải nói là nó dòng Nhật Bản rất là bền, gọi là siêu bền luôn, công nghệ Nhật thì công nghệ Đức thì các bác này, đây các bác nhé, son này thì có cái gì nó chấm chấm đây các bác này, đó, chấm chấm đây nhé. Nói chung là vẫn bao ok cho các bác, vẫn bao thông tin cho các bác nhé. Đây. Mặt sau nó làm bằng cái này là bằng inox nhé, gọi là inox hoặc là hợp kim sao ấy. Cầm rất chắc chắn đấy. Mà càng dùng đấy các bác, nếu mà cái hàng này các bác chịu khó vệ sinh ấy, thì càng dùng càng sáng các bác nhé. Đó. Để em tổng quan lại một lần nữa nhé. Khá là ok. Đây. Này, nấu cơm bình thường các bác nhé. Đây này. Chữ này là chữ là shiitake nhé, tức là nấu cơm ấy. Cái Nhật là shiitake đấy các bác nhé. Cái này mã số 1 này. Mã số 1 các bác nhé. À. Tắt này. Mã số 1 này. Thì để em cho các bác xem cái chức năng của con nồi này nhé. Đây là chức năng ủ ấm này. Tắt này. Menu nhé, eco cái chiếc đầu tiên này là eco navi tiết kiệm điện này, cái thứ hai là shiitake gạo trắng nhé, đó, thứ ba là nấu nhanh, thứ ba là thủ sôi nhé, thứ tư là nấu nhanh nhé, hoặc đây là có đây có hai chế độ thủ sôi nhé, đấy, tại vì gạo Nhật thì nó thường nó nấu sushi ấy, nên các bác có thể cho chế độ này cũng được hết nhé, để nấu cháo này, gạo lứt này, anh đừng xin lỗi các bác, đây là gạo hôn tạp này, gạo lứt này, ở đây thì cái này em không rõ lắm là cái gì, đấy, đây chế độ nấu cơm cháy các bác này, đây các bác ấn vào nút khi các bác chọn được cái nữa là Hakumai ấy, là gạo trắng này và ấn chữ Okoge này ấn đây đó là hiện chữ Okoge trên màn hình ra là các bác ấn nút nấu nấu là sẽ có cơm cháy nhé. Đấy, thì mã số 1 này em nồi Tiger nhé. Đấy, mã số 1 em nồi Tiger nhé, con này dung tích 1 lít này, nếu dùng một doang đẹp là so thì 1-2 cái chấm không để ý nhé. Mã số 1 này con này bán ra là 480k nhé. Video ngày 18 tháng 5 này đó. Các bác chốt hàng thì bác vui lòng liên hệ với em nhé, 0983 329 755 chúng em với. Đấy, các bác xem clip của em thì cho em xin một like một chia sẻ nhé. Mã số 1 này. Tiếp theo mã số 2 nhé, em lên cho bác của em nồi Panasonic này. Con này cũng là hàng dòng cao tần hết nhé, đây mã hiệu đây HR xin lỗi các bác nhé, là RSHC 102 nhé. Đây chỗ này thì cái lớp nhựa này, này bong các bác nhé, đây các bác về các bác lột ra cái này nó lại sáng, đây cái lột này đây, lớp lông nó bọc đây mà lột là nó lại sáng nhé, đó ra cái màu tô lốc nó còn đẹp hơn đấy. Đây Panasonic này, con này đời 2013 các bác nhé, 2013 này, điện thì là điện 100V này, cái công suất của thằng Panasonic này nó nhỏ hơn này, nó chỉ có 1100 thôi. Đó. 1100. Đây, đấy nước là ok nhá. Hàng về nói chung hàng nguyên bụi ấy, các bác về các bác thể lau chùi cho một tí. Đây giòng đây. Cái giòng này các bác nhỉ, giòng này thì họ ăn nấu gạo. Cái giòng này họ nấu gạo lứt nhiều các bác nhá, nên là cái giòng hơi ngả màu vàng một xíu. Đó, các bác về các bác vệ sinh lại. Những cái màu này thì nói chung là cái giòng nó vẫn không bị mục nhé, vẫn dày dặn, đầy đặn nhé. Không mục chỗ nào cả. Đó. Đấy, rất là ok các bác nhé. Đấy vì cái thằng tô lốc này nó vẫn rất là sáng như này, xong này. Xong này thì xong này đẹp quá nhé. Xong khá đẹp. Đấy, không có vết gì cả đấy, nó chỉ có màu thời gian thôi.
Còn dưới này thì là nó bong nhé. Nói chung là cái này nó không ảnh hưởng đến cái việc nấu cơm nhé. Nấu cơm bình thường các bác nhé. Nấu cơm bình thường vẫn bao ok cho các bác hết nhé. Đó, xong đẹp, đấy là cái lòng trong đẹp này. Đấy, cái này thì như kiểu nó vận chuyển nó hơi cấn một tí. Đấy, nó mở bình thường. Đây thì em sẽ nấu này. Con này thì nó hiện thì đã nấu các bác nhé. Ok các bác. Thì đây là mã số 2 này. Đấy, cái kia mã số 2 này. Để tắt này. Uấm này. Đó, tắt này. Menu các bác nhận đây menu đây. Chế độ đầu tiên là chế độ gạo, của gạo trắng này. Đấy, nó hiển thị Econovit tiết kiệm điện nhé. Đấy, lượng ít này, nấu nhanh này. Nấu sushi này. Sushi thì các bác có thể nấu cháo rồi nhé. Nấu xin lỗi các bác, nấu sushi thì các bác có thể nấu xôi nhé. Để, thứ hai nấu nấu cháo này. Đây là gạo gạo lứt này. Đó. Cái này em không biết đó là cái chức năng gì nữa. Đây gạo sức khỏe này. Nói chung là cũng có rất nhiều chức năng chúng ta không cần hết đâu. Thì em thì là chế độ mặc định nhé. Là gạo trắng và nấu tiết kiệm điện nhé. Đó. Nấu này. Thì mã số 2. Đấy. Cái này do giết của nó thì khá là ok nhé, không bị muối mọt chỗ nào cả nhé. So chiếc cũng ok nhé. Thì cái này em bán với giá là mã số 2 này 500k nhé. Đấy, video ngày 18 tháng 5 này. Đó. Bác nào chốt hàng thì vui lòng liên hệ với em nhé. 0983 329 755 cho em với. Có xem clip của em thì cho em xin một like, một chia sẻ nhé. Bác nào chưa đăng kênh thì chúng ta ký kênh. Để em mở bấm hình chứ để nó nhanh thì nó bao nhiêu phút nhé. Nó nhanh như con này thì nó không hiển thị giờ nấu nhỉ. Đó. Ok này. Đây các bạn nhé. Đó. Mã số 2. Tiếp theo mã số 3 này. Mã số 3 nhé. Em lại lên cho bác một em Panasonic tiếp này. Đấy, con này khá đẹp nhé. Đây, con này khá đẹp này. Con này đời 2009 nhé. Dung tích 1 lít này, điện 100V. Công suất của nó là cũng là 1001 nhé. Đây, cái đi của nó khá là ok này. Đó. Con này gọi là cái van tròn này. Đấy. Đây, mặt chỗ này nó thì cấn tí các bác nhé. Đó. Còn lại là bình thường. Đây các bác này, con này giòn giết của nó là khá là ok này. Giòn đây. Đó. Hàng này là hàng em chưa vệ sinh nhé. Các bác về các bác có thể vệ sinh qua một xíu để cho nó về các bác vệ sinh lại nhé, đánh rửa lại một xíu là được nhé. Đấy. Hàng ở Nhật về nguyên bộ Nhật đấy các bác. Đấy, xong chiếc của nó khá là dày nhé. Đó, xong dày này. Đấy. Dòng này nó dùng 29 mười mấy 20 năm rồi, con nó cũng không ấy. Mười mấy năm rồi. Đây xong nhá. Con này xong có vết cám nhé. Đó, cám này gà muốn nói chung là vẫn bao ok cho các bác nhé. Cầm rất chắc tay, rất nặng này. Đó. Rất là ok nhé. Đấy, nấu nước thì bình thường này. Cái này mã số 3 các bác nhé. Mã số 3 này. Một em Panasonic van tròn này. Hình thức của nó khá là ok nhé. Nói chung là cái son thì nó không được đẹp cho lắm. Son đánh giá là tương đối thôi. Không phải là xuất sắc. Đấy. Cái này em bán ra là 480k nhé. Video ngày 18 tháng 5 này. Đó. Bác nào chốt thì bác vui lòng liên hệ với em nhé. 0983 329 755 cho em với. Qua xem clip của em thì cho em xin một like, một chia sẻ nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh cho em xin đăng ký kênh. Số 3 này. Tiếp theo mã số 4 nhé. Em lên cho bác của em Mitsubishi nhé. À, con này thành vách này. Cái này cấn tí thì không để ý nhé. Dung tích 1 lít này. Điện 100V. Công suất của nó là 1200 nhé. Con này đời bao nhiêu ta? Con này đời 2013 các bác nhé. 2013. Nói chung là khá là ổn.
còn nguyên bộ nhật các bác nhé, về còn nguyên bộ nhật này. Đấy, các bác về các bác chỉ khó lau chùi một tí. Thực sự là giờ, nói chung là giờ ở Việt Nam mình mua hàng Nhật cũng nó cũng phổ biến rồi. Đây bác dòng trước nó khá là ok các bác nhé, dòng ok này. Đấy, dòng dày dặn nhé. Đấy. Cái tùn cái lốc này nó khá là đẹp. Đây các bác nhé, xong này. Đây nhé, 1-2 cái chấm cám cám đây, 1-2 chấm này không để ý này. Vẫn bao ok cho bác hết. Cầm xuống rất dày nha, bên trong thành bác nó khá là đẹp nhé. Trong này có cả cái lá này gọi là tiết kiệm điện. Đấy, nấu bình thường nhé. Cái loại này các bác muốn nấu nhanh các bác ấn 2 lần nấu nhanh nhé. Đây em vẫn lại coi này. Tắt này, nấu nhanh này. 1-2 này. Đấy. Hiện cái chữ nó vẫn hiện đây. Cái vạch này các bác nhìn cái vạch này, nó có một cái vạch này. Bấm một lần nấu nhé thì nó không hiện cái vạch đấy nhé. Bấm 2 lần nấu hiện này. Đấy, bấm nhanh lên nhé. Là hiện chức năng nấu nhanh của cái nồi cơm này nên là như vậy. Đấy, thằng này nó lại khác với lại cái thằng Pana. Cái này. Đó. Tắt này. Menu nhé. Đấy, phu sự này. Đó là cơm bình thường này, katame là nó hơi cứng, yawaraka là tức là nó hơi mềm này. Đấy, nấu sôi này, nấu cháo này. Taki komu này nấu sôi nấu sushi được đấy nhé. Đó. Okaju nấu cháo này. Đây là cái nước cùng này nó vào sức khỏe thì phải chọn bên kia đấy. Đó. Thì em để chế độ mặc định là nấu cơm bình thường nhé, thì cái này là mã số 4. Mã số 4 các bác nhé. Con này em bán ra là 380k này. Video ngày 18 tháng 5 đó. Bác nào chốt hàng thì bác vui lòng liên hệ với em nhé, 0983329755 với em với. Các bác xem clip của em cho em xin một like, một chia sẻ nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh cho em xin đăng ký kênh. Đấy. Ui xa. Tiếp theo mã số 5 này, hôm nay cho bác cùng em một con nồi này. Con này đây không phải đây không phải nhắc bác, đây là bếp bẩn nhá. Hàng chưa vệ sinh nhé. Đây, bụi nhật vẫn còn nguyên này, em lên luôn các bác. Con này là Yoshiroshi nhé, điện 100V này. Công suất của nó là 1105W nhé. Con này đời 2012, màu trắng. Con này thành vách khá đẹp nhé. Đó, thành vách khá đẹp, khá ổn này, còn nguyên tem một chiếc nữa này. Đây này. Khá đẹp nhé. Hàng chưa vệ sinh các bác nhé, đây hàng chưa vệ sinh. Lên clip luôn đi các bác. Đây, dòng nước của nó đây. Dòng con này dòng xanh đẹp nhé. Đây, những cái này là vết mày thì các bác về rửa là nó ra hết này. Đấy, cạy nó ra hết này. Khá là ok nhé. Đó, dành cho bác nào thích nồi cơm Nhật. Đây, xong đây. Xong này thì có 1-2 vết chấm 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 các bác nhé. Đó, bác nhìn kỹ giúp em với. Chấm chấm thì không để ý này. Đây, sau này. Vẫn bao ok cho bác hết nhé. Bao chúng chính hết. Đấy. Nói chung là các bác mua cái nồi cơm này nó có mấy trăm ngàn này. Thì mấy trăm nghìn á. Thì nó cơm ấy. Chứ giờ cái hàng này mà ra siêu thị, hàng này siêu thị nó có vài triệu rồi. Mà cân tầm bình thường không nhé. Không có chức thương, không có chế độ gì mấy đâu nhé. Đấy, nấu nhất bình thường nhé. Tắt này. Menu này. Gạo trắng này. Nấu nhanh này. Thủy sôi này. Nấu sushi này. Đấy, nấu cháo này. Đây, con này có hai cái nồi cả nấu sôi đây nhé. Đấy, gạo lứt này. Gạo lứt này. Thứ hai gạo lứt nhưng mà không biết gạo lứt gì. Gạo hỗn tạp. Đó, em sẽ để chế độ mặc định nhé. Đây, con này uấm này, có hai chế độ uấm nhé. Đấy, nấu thì bình thường nhé. Thì con này mã số 5 này các bác này. Mã số 5 nhé. Mã số 5 nhé, con này bán giá là 500k này. Video ngày 18 tháng 5 này đó. Đấy. Còn nguyên bộ nhật nhé, còn nguyên các bác phải lau chùi nhé. Đó. Bác nào thích cái nào thì bác cứ liên hệ với em nhé, 0983 329755 cho em với. Mà các bác có thể là trên đây các bác có thể không chốt rồi thì các bác có thể là gọi video. Các bác thử gọi các em nhé. Tiếp theo mã số cuối cùng này.
clip ngày hôm nay nhé, thì em lên cho bác một em Panasonic này. Con này này bác nó có đây, con này hơi cấn tí các bác nhé, này cấn này, đây thế này thì vỡ đi này. Đó, con này đá 0.15 luôn các bác nhé, đá 0.15 này, điện 100V nhé, công suất của nó là 1.010W nhé, dung tích 1 lít. Đấy, mặt trước đây cái này cấn tí các bác nhé, dùng cấn thì cấn thì phải ý này. Đây, đây lấy này. Đấy, cái đấy này hơi đấy tuột này, cả là bình thường nhé. Đây các bác này, giòn nhất này, giòn nhất, giòn của nó khá là ok các bác nhé. Đó, giòn ok này. Trong này trong màu gạo lứt ấy, kiểu là các bác nấu gạo lứt nhiều như thế này. Ở bên Nhật nó hay ăn gạo lứt lắm, người ta hay ăn gạo lứt vì nó gọi là liên quan đến gạo sức khỏe đấy. Đấy, họ rất là hay ăn. Đấy, Việt Nam mình thì thường thì gạo lứt thì không được phổ biến cho lắm, thường thì cũng nhưng mà bây giờ nói chung là về vật sức khỏe thì mọi người cũng đang dần dần cũng chuyển sang gạo thường thành gạo lứt đấy. Đó, thế nên là cái xoong này nấu được gạo lứt rất là hay nhé. Đây các bác này, xoong này 1-2 vết cam cám cám nhé. Đó, đấy, đấy xoong này khá là đẹp này. Đấy, khá là ok. Nói chung là em lên chi tiết lắm các bác nhé, lên chi tiết từng chi tiết một luôn đấy. Đấy, nấu này, con này hiện đây hiển thị giờ nấu nhé, là 56 phút là nấu cơm bình thường ấy. Đó, thì con này là mã số 6 này, mã số 6 nhé, tắt này, Miano này, hoạt động hoàn hảo các bác nhé. Con này là 2015 đấy, chỉ tội là cái hình thức bên ngoài hơi xấu xíu thôi. Đấy, 2015 này. Đấy, một em rồi Panasonic 2015 nhé. Đấy, thì con này em bán với giá là 450k này. Video ngày 18 tháng 5 này, do là hình thức bên ngoài nó hơi xấu một xíu nhé, đây cấn tí nhé. Đó, bác nào chốt thì bác vui lòng hệ với em nhé, 0983 329 755 cho em đấy. Thì đấy, thì clip thì em kết thúc ở đây nhé. Bác xem clip của em cho em xin một like, một chia sẻ nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh, cho em xin đăng ký kênh. Đấy, bác nào thích mặt hàng gì thì bác cứ liên hệ với em nhé. Đây nhà em này, mua mặt hàng khá là nhiều nhé. Đồng hồ này, đây các bác này, đồng hồ nhé, bình nước nhé, đây bình nước này, đấy đồng hồ này, bình nước này, đấy các kiểu nhé. Đó thì em chào các bác nhé, bếp ga quạt điện này, các kiểu này.